thành tựu pháp quang thanh tịnh tinh tấn vì vượt qua các địa được phật quán đảnh dùng thân vô lậu mà thị hiện mất sinh xuất ra thành đạo thuyết pháp diệt độ đầy đủ việc phổ hiền như vậy đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại tinh tấn thanh tịnh vô thượng của như lai Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ thiền thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là thiền thanh tịnh thường thích xuất ra vì xả bỏ được hết thảy tất cả. Thiền thanh tịnh được bạn lành chân thật vì chỉ dạy tránh đạo. Thiền thanh tịnh trụ a lan nhã chịu mưa gió vân vân vì lìa cái ta của ta. Thiền thanh tịnh lìa chúng sinh ổn náo vì thường thích vắng lặng. Thiền thanh tịnh tâm nghiệp điều nhu, vì giữ gìn các căn, thiền thanh tịnh tâm trí vắng lặng, vì tất cả âm thanh các chướng thiền định không thể loạn được, thiền thanh tịnh giác đạo phương tiện, vì quan sát tất cả đều hiện chứng, thiền thanh tịnh địa chấp trước vị, vì chẳng bỏ cõi dục thiền thanh tịnh phát khởi thông minh vì biết căn tánh của tất cả chúng sinh thiền thanh tịnh tự tại du hí vì vào tam muội của phật biết không có cái ta đó là mười nếu các Bồ Tát an trụ trong Pháp này thì sẽ đắc được Đại Thiền Thanh Tịnh Vô Thượng của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ họa thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là họa thanh tịnh biết tất cả nhân vì chẳng hoại quả báo. Họa thanh tịnh biết tất cả duyên vì chẳng trái với hòa hợp. Họa thanh tịnh biết chẳng đoạn, chẳng thường vì thấu đạt duyên khởi đều như thật. Họa thanh tịnh trừ tất cả kiến chấp vì nơi tướng chúng sinh chẳng thủ lấy huệ thanh tịnh quán tâm hạnh của tất cả chúng sinh vì biết rõ như huyễn huệ thanh tịnh biện tài rộng lớn vì phân biệt các pháp vấn đáp vô ngại huệ thanh tịnh tất cả các ma ngoại đạo thanh văn độc giác không thể biết được, vì vào sâu tất cả trí của Như Lai, vệ thanh tịnh thấy pháp thân vi diệu của tất cả chư Phật, thấy bồn tánh thanh tịnh của tất cả chúng sinh, thấy tất cả pháp đều vắng lặng, thấy tất cả cõi đồng với hư không, vì biết tất cả tướng đều vô ngại huệ thanh tịnh tất cả tổng trì biện tài phương tiện ba la mật vì khiến cho đắc được tất cả trí huệ tối thắng huệ thanh tịnh một niệm tương ưng kim cang trí thấu rõ tất cả pháp bình đẳng vì đắc được tất cả pháp tối tôn trí đó là mười nếu các bồ tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ không chướng ngại của như lai